Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh và thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tham dự hội nghị. Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm trước về số vụ và số người chết. Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương đã thảo luận làm rõ thực trạng khó khăn vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đưa ra đề xuất kiến nghị các giải pháp đảm bảo kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.